rất thương vợ nè. Ngày 10 tháng 10 là để em thành tới, chớ không cho em quá tham việc ngoài, hay để đó mà chồng làm cũng sẽ xong thôi. Em cứ yên tâm anh đây biết lo quan việc nhà, anh giặt đồ giúp con và cả nấu cơm. Cứ vui đi vì có anh làm rồi, nếu vợ thích gì thì xa đây trổ tay. Nàng ơi, anh làm cho nàng những món ngon, cho nàng thấy yêu chồng. Nàng ơi, thật lòng quá thương em, đời này có em thôi, nâng niu nàng mãi nè. Nghe nhé em ơi, hôm nay xa thương thật nhiều, anh chàng đành tâm để người em lấm lem. Cứ vui đi vì có anh thay vợ làm, nếu vợ muốn gì thì cứ sai chồng đây. Anh vốn ga lăng anh đây rất thương vợ nè, 20 tháng 10 là để em thành tới, chớ không cho em quá tham việc ngoài, hay để đó mà chồng làm cũng sẽ xong thôi. Em cứ yên tâm anh đây biết lo quan việc nhà, anh giặt đồ giu con và cả nấu cơm. Cứ vui đi vì có anh làm rồi, nếu vợ thích gì thì xa đây trổ tay. Nàng ơi, anh làm cho nàng những món ngon, cho nàng thấy yêu chồng. Nàng ơi, thật lòng quá thương em, đời này có em thôi, nâng niu nàng mãi mẹ. Nghe nhé em ơi, hôm nay xa thương thật nhiều, anh chàng đành tâm để người em lấm lem. Cứ vui đi vì có anh thay vợ làm, nếu vợ muốn gì thì cứ sai chồng đây. Cứ vui đi vì có anh thay vợ làm, nếu vợ muốn gì thì cứ sai chồng đây.